Đa đa đa. Ôi trời ơi, có đấy nhỉ? Làm sao được kìa? Ôi trời ơi, chết rồi luôn. Từ từ ăn. Người ơi, cho kia đang bị lật. Lật đâu? Từ từ, từ từ. Đừng cho nó sắn. Dừng. Ăn cây. Ném cái túi rộng ra ngoài một tí thôi. Vãi lồn dao này đi kéo. Dẹt qua đốt lửa sưởi. Ôi, nướng cá luôn ở đây ấy. Nước vừa lạnh vừa nóng. Thịt tệ như kiểu vẫn quấn. Không dính đâu. Tao đã bảo buộc gậy rồi, kéo dễ đéo. Ôi, gậy. Ôi dừng đi. Để con đứng ngoài. Đều cây sắt luôn. Cống ấy, không phải lúc cây đâu. Anh ấy lên Hà Giang đấy, có ngay. Cá thiếu gì, ông anh ở dưới Hải Dương. Mẹ ao rộng này, kéo nói cứt à. Mình xách cả túi có mỗi cái chìa khóa không. Khóa xe máy. Trọng ơi, đuổi ở góc này mấy cái ràng ràng. Úi giời. Đừng kéo anh ra để khóa. Khóa này đã. Đi nhanh một tí đi. Hết cỡ rồi. Tí nó còn mất rồi. Trọng ứng đi. Cũng gì? Mấy tí nó mất rồi. Thật chứ mất đá rồi mà. Kéo này chai nó có dính vào lưới không nhỉ? Đang ở Việt Lâm. Đuổi đi chồng, đuổi góc này bạn. Hả? Tháo năm ngoái đúng không nhỉ chồng nhỉ? Thế nên cái đợt mà bạn rủ tôi xuống đấy đúng không? Anh không. Chắc sang tuần anh ấy về. Phát đầu được, phát thứ hai rất là khó. Phát đầu được, phát thứ hai ta xuống. Úi giời. Ủa, nước sâu lắm mẹ, có chỗ ngập đầu kia. Nành quanh nó quẩn hết về góc này rồi nhỉ. Trọng ơi, bạn đập ở góc góc kia kìa. Cái góc mà đợt mình xuống ấy, mình lấy đường xuống ấy. Đấy. Nấu canh.
mấy mấy rồi. Ừ, lắm. Tao nghĩ nó hết là gầm kìa. Cũng chưa biết được đâu. Bây giờ nó mới nao mầm chứ, bây giờ nó mới ở lưới ra. Đi sang đây đi bạn ơi. Một phát. Mẹ ôm nó mà chết à? Đồ cái con mè này chắc chắn rồi. Lấy bao tải hàng hạt, rộng lấy bao tải hàng cá. Mày lấy sát bờ đây thôi. May ra được mè tốt. Mè được không? Mè nó chạy nổi được đấy. Anh Thương dùng kẹp gì đấy anh Thương ơi? Hả? Anh kẹp gì là được không? Đấy bây giờ mỗi người một bên. Mỗi người bên. Anh Thương ở giữa ấy chỉ đấy. Anh kéo hai chỉ với em. Cái này đâu chứ. Anh có phải kéo vào không? Anh kẹp cái gì anh đâu. Đâu đâu cái nào. Đúng không? Hai chỉ anh kẹp vào cái này kẹp sát vào. Cái này kẹp sát vào anh em. Cái này kéo căng đứng hẳn lên anh xuống. Đứng hẳn lên. Đứng hẳn lên. Anh đứng hẳn lên. Để kéo thêm căng mà. Lắm. Nhà chừng phải đéo gì. Từ 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 cá rồi. Từ từ. Rồi quên kẹp. Đấy chỗ căng. Khi mà kéo vào anh thấy nó lòng hoàng hoàng ở đấy thôi. Đéo có gì rồi? Có. Nước sâu quá. Chắc là có. 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 Con dê của anh Huân đang chờ. Chú bắt nước ngập đầu. Chán luôn. À có rồi, có rồi. Có chứ. Có. Chẳng qua là nó to đến đường nào thôi chứ. Kéo như này kéo như này đấy. Anh thua mà cứ kéo căng chị. Giờ mà con tầm 5 cân ở đây nó ủnh ủnh rồi đấy. Thì mới được ăn. Trùng vé thôi. Không vào gần này mới biết được. Thật sự con này dễ biết. Ê Huân ơi, có chai này. Chả rồi. Thế mà kéo được cả chai mẹ. Kéo đi gì? Chai vừa được con chai. Con dẫy ngay. Cân nó dẫy ngay. Nó tầm này dẫy ngay. Đéo có. Đéo có cá to. Sợ hết chết chỉ rồi. Đấy, con cá nhỏ tôi cá nhỏ. Nó to nước sâu quá. Từ từ nhá. Cứ kéo đấy, cứ kéo căng anh thua kéo căng cái gì đấy. Chủ yếu cái gì vậy? Từ từ thôi. Chị anh cứ nhớ chị đâu. Thằng này đã kẹp được đâu. Nó căng mà. Chưa. Đừng kéo pháo nữa. Kéo chi thôi, anh kéo chi thôi. Anh không kéo chi thoải mái đi. Được đấy, được. Rồi. Ôi. Chuyên nãy đéo một túi sao? Không. Nhẹ lên đến nơi lại không một túi thì giờ hơi. Đấy. Quy được rồi. Lưới ngon nhỉ. Ôi chê chê. Ôi rồi đấy có con gì hay đấy. Được con neo. Neo hay con chê kìa. Đây rồi, mẹ có rồi, mẹ nổi được đấy. Cứ cho nó lên. Bao đi bao, bao. Mấy con mẹ là ui mẹ. Đây cả luôn. Bao bao. Ui con mẹ đau đầu đấy. Ba con mẹ được. Ba con mẹ được. Ô mẹ to lắm. Không, mắt con to vào em ơi. Con nướng. Đúng rồi. Cái gì đấy? Con cái nơi bao đấy. Xem con nào nên ăn này. Mắt con nào. Bốn năm con, con nào to này. Con này được. Ui. Con vượt thôi, con mè được rồi. Mè sao con này được không? Con nhất cho ăn. Con nào to? Đây con này được này. Con vàng này nó hết này. Con mè trắng nào cơ. Đây con mè đấy. Đây mè trắng đây. Con mè đi. Trứng đàn mè. Ui dồi. Có đi phi đấy. Có đi phi mà. Con gì mà. Con nheo. Con nheo. Trắng mè. Nó bắt mè nào nào. Đây anh bắt con nào to hơn bắt. Hai con nhá. Hai con chứ. Con thì ăn nhém cái hết. Vượt to này. Có mấy con vượt to đây. Vượt nướng nhá. Nướng năm con vượt. Không có tô nào. Đây là tô này, muốn tô con hơn. Cả con vượt mới ngon này. Vượt này. Quy trăm đường này. Nó to hết nhỉ, vẫn còn to hết nhỉ. Vớt cho mẹ đây. Được nhiều chứ, được. Được 5-6 con. Nếu được con 8 to rồi nhỉ?
Thôi chắc thế thôi, ta thấy nửa bao vải rồi. Thôi, ăn béo nhiều thôi. Đâu giờ có con chấm nữa, bắt mai anh Thịnh con mang về. Chấm cho bé thôi. Chấm thì bé. Thôi thôi. Chấm thì bé. Thế anh lấy cái gì? Bắt tay chai thì nó về nấu canh chua đi. Cái gì đổ đây? Đúng rồi. Còn cái đủ chưa? Thì ăn nửa bao rồi. Cái này ăn được hết. Nửa bao rồi. Cái gì bao rồi. Mày cho nó xuống nước tạm đây đi, không đừng nó chết, con nó làm gỏi nó phải sống từ dễ cũng đạch ăn ngon. Bây giờ chuyên mục mò chai.